Sau khi phát hiện hơn 300 phim lưu trữ tại hãng phim truyện Việt Nam đã bị hư hỏng do bảo quản kém, các nghệ sĩ tại hãng phim truyện Việt đã gửi đơn lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để tìm phương án giải quyết, bởi vì đây được xem là tài sản quý của một đơn vị có bề dày truyền thống về phim truyện. Đạo diễn Thanh Vân, nguyên phó giám đốc hãng phim truyện Việt Nam cho biết, gần 20 nghệ sĩ đã ký đơn gửi lên cơ quan quản lý chờ chỉ đạo hướng xử lý về việc hơn 300 phim được lưu trữ đều trong tình trạng bong chóc, mốc và hỏng các thiết bị bên trong do hệ thống điều hòa trong kho lạnh bảo quản phim đã hỏng hơn một tháng nay. Nhiều năm qua, thì hãng phim truyện Việt Nam thực hiện việc lưu trữ phim bằng công tác số hóa. Tuy nhiên, số lượng phim số hóa chưa được thống kê đầy đủ hơn nữa chất lượng của bản kỹ thuật số không thể bằng bản gốc. Ngoài ra thì các bộ phim cũng đều có thêm một bản tại Viện phim Việt Nam. Tuy nhiên bản ở hãng phim truyện Việt Nam vẫn là bản hoàn chỉnh nhất về định màu, ánh sáng. Vì vậy các nghệ sĩ mong Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tìm phương án để giải quyết sự việc. về sự việc hư hỏng hơn 300 phim nhựa, cục trưởng điện ảnh cho rằng đây là lỗi của công ty vận tải thủy Vivaso, đơn vị đang quản lý nhưng mà hiện nay cũng chưa đưa ra giải pháp về vấn đề này. Hiện nay thì Vivaso có 65% cổ phần hãng phim xin thoái vốn nhưng quá trình này chưa hoàn tất, dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.